siêu độc siêu hiếm chính là chủ đề ngày hôm nay của tất cả các bác đang xem video trên kênh Hiền Thanh âm thanh bái một con âm ly được gọi là một con mixer được gọi là một con đẩy một con đẩy liền vang và các bác thích gọi nó là cái gì cũng được con này có là con xếp chu vét PK 355 con này công suất rất khủng các bác nha à, anh em ai xem video ngày hôm nay thì nói thật các bác là con này của nó là sai của nó là sai 4 u luôn các bác này sai 4U luôn Anh em về chơi gia đình thì nói thật các bác là con này là hết thuốc Xem chung vét là một công nghệ cực kỳ nổi tiếng của Đức luôn Các bác nhìn thấy không Đấy con này của nó là chạy 8 sò san ken 2 vít Các bác nhìn hệ thống này Đấy cái đồ châu Âu nhìn nó rất là sướng Đấy mạch của nó là dòng mạch à, à, Cao cấp và dòng mạch cò lát rồi các bác ạ Cho nên là anh em cứ theo dõi cái video này Xem con này của nó có đủ chất hay không nhá Đấy con này em sẽ để cho các bác với giá tốt này Tiếp theo một con Jaguar PA203 Em thanh lý cho các bác con này của nó là với giá là 700 000 đồng Một con Omnidagua à, Và trên video ngày hôm nay thì em sẽ sơ bộ vào tổng thể Một con NRS à, Con này của nó cũng rất là khủng khiếp luôn các bác này Cực kỳ khủng khiếp à, Đây là hệ thống tổng này Có hệ thống equalizer này Volume tổng này NRS Một thương hiệu nó cực kỳ nổi tiếng luôn à, Quá nổi tiếng luôn Và 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ mic à, Con này thì các bác nhìn thấy không 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò trường luôn các bác ạ. À. 16 sò trường luôn. Và nó có tầm khoảng uh, 8 thúc các bác nha 16 sò tựa trường 8 thúc. Và ở đây tiếp tục một con âm ly. Đấy, BZL. Con này thì mặt mũi của nó thì nó có hơi xuất sát một chút. Anh em ạ. À. Đó, anh em ai nhìn thấy con này của nó các bác cũng rất là sướng này. Con này là hàng hãng xịn luôn các bác nha Anh em ai đang xem video thì cố gắng nán lại một chút. Và ở đây Tiếp theo đó là chính là một con EV502. Con này thì em sẽ lên thanh lý cho các bác này một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đấy, thanh lý cho các bác con này của nó là có một con giá là 750 uh, trăm rưỡi Đấy, và một con là em để cho các bác với giá 1 triệu 800 nghìn Đấy, các bác sẽ theo dõi video và sơ lược trên uh, chương trình của anh em mình ngày hôm nay đã thống nhất rõ là có từng đó sản phẩm và em xin phép đi vào chi tiết từng sản phẩm một để tất cả các bác chúng ta biết được rằng là con này có đáng mua hay không các bác có thể lựa chọn cho em Hiền. Còn không mua được thì các bác chỉ cần cho em Hiền xin một like ở trên kênh Hiền Thanh Âm Thanh Bãi thì các bác nha. Một kênh chuyên đẩy, chuyên loa, chuyên tất cả các loại đẩy liền vang. Đấy, tất tật, gì gì thì gì, gì, cái gì cũng có các bạn. Một con xếp chu vét BK355. Đây, các bác nhìn này. Đấy, nút ra, nút vào này, tắt bật này. Đấy, hệ thống equalizer này, tổng này. Trời ơi, một con âm ly chuyên nghiệp đó nha. Con này có nói nếu mà các bác sử dụng mà kể cả các bác đi làm à những cái đám uh, cưới tiệc tùng hiếu hỉ các bác cần một con này vẫn đánh ok luôn các bác này một ngõ mic hai ba bốn năm sáu ngõ mười à, hai hệ thống đèn nháy ở hai bên này mặt mũi của nó thì khá là đẹp các bạn khá đẹp xếp chu vét thì bản chất của nó trước đây nó là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của đức à, nhưng mà dòng này của nó bây giờ là đa phần là sản xuất lắp ráp tại uh, đài loan xếp chu này là nó sản xuất đài loan nhờ đúng không? sản xuất ở đài loan à, còn một số hãng thì nó sản xuất lắp ráp ở Trung Quốc thì các bác không lạc thì rồi nhưng quan trọng nó phải là đồ chất Quan trọng nhất là nó phải là đồ xịn các bác nhìn này à, Một cái công nghệ rất nổi tiếng của Đức các bác nhìn này Hệ thống tản nhiệt này các bác nhìn cái quạt đã thấy dã man này đúng không à, Đây là hệ thống le này hệ thống nguồn này biến áp các bác nhìn này Biến áp của nó thì bấn áp 3U nhá Đấy hệ thống tụ của nó này tụ của nó đang sử dụng cái tụ gì mà khiếp này à, đấy các bác nhìn này chạy bốn tụ nó sử dụng dây nó rằng nó rất là kỹ lưỡng luôn này, nó có một cái hệ thống biến áp uh, uh, bổ sung để cấp điện cho toàn bộ hệ thống uh, an toàn đóng mở và hiện đặt tại bây giờ con này có nó chạy là 8 sò san ken hai vít các bác nhá các bác biết rồi đối với sò san 2 vít thì nó uh, hoạt động hiệu suất của nó tầm khoảng gấp rưỡi cho gấp đôi một con sò thông thường về hệ thống tản nhiệt của nó là có hai cấp một uh, quạt tản nhiệt ở đầu này và một quả tản nhiệt ở đầu này nó chạy ở cái điện áp rất cao cho nên là các bác biết rồi đây, con này ruột gan khá khủng khiếp đây chính là hệ thống xử lý cho từng kênh một hai ba bốn năm sáu đấy con này của nó là đang sử dụng một cái hệ thống echo citadel các bác nhá echo đi thổ tiếng tăm của nó rất là hay mềm mạch của nó quá đẹp luôn đấy phía sau của nó đây cho anh em xem là con này của nó là đấy phía sau anh em thợ còn chưa lau chùi chưa vệ sinh đâu audio power âm đấy, các bác nhìn này nó có cả hệ thống cọc loa các bác nhá có cả hệ thống cọc loa và có cả hệ thống rắc à, con này anh em thợ sẽ vệ sinh đánh chùi phát là ok luôn à, và các bác biết rồi tất cả những cái thương hiệu âm thanh này đa phần nó sản xuất và lắp ráp là ở đài loan à, và ở trung quốc còn đối với thương hiệu sếp chu này là nó là một cái thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng của đức à, tiền thân trước đây nó cũng giống như b 3 cũng giống như 3 g hoặc một số thương hiệu âm thanh khác kể cả bây giờ đến là JBL hay là BV hay là kể cả những thương hiệu lớn của Nhật ví dụ như BMB bây giờ cũng sản xuất lắp ráp ở Trung Quốc hết rồi Đài Loan hết rồi các bác yên tâm đi Đấy, con này thì hình thức của nó mặt thì rất là đẹp phía sau thì anh em thọ chưa vệ sinh chưa lau chùi nó là hàng bãi mà Đấy, con này của nó thì công suất cực kỳ là khủng luôn các bác nha công suất cực kỳ khủng luôn nếu như mà nói về cái uh, âm thanh các bạn nói về âm thanh thì hiện tại bây giờ là nó đang uh, uh, có một cái mức công suất đạt mắc của nó là 1.100 w các bác ạ mắc là 1.100 w còn công suất hoạt động liên tục cho tất cả các bác là 400 cho đến 450 W một cây, à, quá dã man. Anh em chơi gia đình thì chơi con này thì nó thật các bác là nó miễn chê rồi. Còn các bác có muốn đi làm kẹo kéo nọ kia cái thứ các bác lấy cho mình con này. Đấy. Với mức giá con này thì em để cho các bác với giá cực kỳ là bình ổn luôn các bác nhá. Một con xếp chu vét. Đấy sao xịt nước vào đấy. Quay video trông nó bẩn. Đấy đó ok rồi. Đây, các bác nhá. Đấy anh em thọ là hoàn toàn là chưa vệ sinh, chưa lau chùi được các bác ạ. Khi gửi, với lôi trong kho ra khi mà gửi đi cho các bác là anh em thọ sẽ vệ sinh. Đấy vừa nãy anh em thọ có xịt vào định lau nhưng mà em bảo thôi. Đó. Hệ thống y quay hoạt động hoàn hảo. Đấy, mic đây, à, nhạc tổng đây. Đấy, công tắc đây, hệ thống đèn nháy đây. Master tổng đây. Các bác nhìn thấy không? Đây là hệ thống đóng A, B và A cộng B. Đấy thấy chưa? Các bác muốn A cộng B các bác ấn đây. Chạy một mình kênh A, chạy một mình kênh B tức là nó tách loa thoải mái luôn. Sếp chu vét là một thương hiệu quá nổi tiếng con chó sói các bác nhá. Thương hiệu này của nó thương hiệu con chó sói dòng đẩy liền vang thì em có rất nhiều. Đấy hệ thống echo riêng này. Đấy hệ thống mic riêng này. Đấy còn mic thì uh, có bốn đường mic riêng biệt. Đấy. Các bác đi làm đám hiếu mà gặp con này thì thối rồi luôn. Con này thì em đang để cho các bác với giá là à, uh, 4 triệu các bác nhá. 4 triệu con này. Đấy, duy nhất có một con không thể kiếm được con thứ hai. Đây con này con số 1. Ok. Đấy. Con số 1 4 triệu. Đấy. Các bác nhá. Số 1, ruột gan của nó thì quá đẹp, quá bình ổn luôn Con số 1 ngày bao nhiêu đây? Ngày mùng uh, 9 tháng 1 đúng không? Ngày mùng 9 tháng 1, con số 1 4 triệu đồng Tất cả các bác ai chốt Đây, các bác uh, lấy cho em hiểu con này Nhanh, 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 nhấc, nhấc, nhấc Tiếp theo này, thanh lý cho tất cả các bác Một con âm ly gia gua PA203 Đấy, Degito Trời, con này của nó ở đây các bác nhá Đấy, gia gua này New G Gang này Đấy con này của nó thì hiện tại bây giờ em bán sát cho tất cả các bác Bởi vì ở bên kia là người ta đã rút mất một bên công suất rồi các ạ Nó rút mất một bên công suất rồi Còn một bên công suất thôi Đấy, Em cũng không biết là lý do tại sao nó rút Đấy, Em để cho các bác con này Đấy, Để cho các bác với giá bán sát này Bán à, em à, nó thiếu công suất thì Em cũng không test Cũng không kiểm tra Đấy anh em ai thích về cấy thêm Đấy, Còn tất cả là còn nguyên bản hết Em không có sò mó cái gì cả Đấy, Con này thì để cho các bác với giá là 600.000 đồng xem như bán biến áp luôn các bác nhá. 600 000 đồng BA203. Đấy con này của nó các bác ai mà biết thì cấy thêm cái con công suất vào cái là ô Văn kê luôn. 600 vua, Đấy mất một bên công suất còn một bên công suất bán mù tịt luôn 600k. Đấy con số 2. Tiếp theo. Đấy lên cho các bác một con đẳng cấp nữa. Con này của nó thì nó thật các bác là cực kỳ hiếm NRS. Đấy. Con này thì nó quá là rã man luôn các bác ơi. Má ơi, toàn bộ chạy xò trường thúc này. Các bác nhìn thấy không? Đẹp lắm luôn các bác ạ. Đồng này của nó thì có hệ thống equalizer, có hệ thống giải mã âm thanh. Con này của nó thì là cũng rất là hiếm có luôn. Con này ít có lắm các bác ạ, không phải lúc nào các bác mua được đâu. Đấy, phía sau của nó đây. Phía sau của con này thì các bác nhìn thấy không? Đấy, con này của nó là toàn bộ là con này của nó của Hàn Quốc à? Đấy, con này của nó là của Hàn Quốc các bác nhá. Hai cái cọc loa này nó bị gãy các bác này. Đây em sẽ thay thế cho các bác hai cái cọc loa như thế này. Ok đi. Các bác yên tâm cái này của nó chỉ tháo ra mình lắp vào phát là xong. Đấy, nó có con ốc bên trong mà cái cọc loa này thay rất dễ. Đấy, có cả A cho đến B. Nếu các bác đánh A cộng B là tối thiểu là 8 cho đến 16 ôm nhá. Các bác đánh mình A là tối thiểu 4 ôm, đánh mình B tối thiểu 4 ôm. Đấy. Con này của nó công suất của nó là 1 W các bác nhá. Công suất của nó đạt là 1100 8 ôm. Đấy, 500 550 W 1100. Tức là dòng này các bác cứ vã cho em hiền tầm khoảng hai con loa 30 nhá hai con loa 30, hai con loa 40 cứ côn 76 đánh tẹt bù các bạn ạ, đánh tẹt bù luôn. Đấy đây hệ thống là âm thanh đầu vào là có cả rắc ca đông này. Đấy có cả rắc hoa sen, con này hoàn toàn chưa lau chùi, chưa vệ sinh nhưng quan trọng nhất ruột gan của nó thì đẹp lắm. Bên này của nó 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sò trường. Biến áp của nó thì thôi rồi lượn ơi các bạn. Biến áp của nó là 3U. Đấy, con này của nó thì nó có tất cả những tính năng hiện đại mềm vị của nó quá là đẹp luôn. Đấy riêng hệ thống biến áp này, hệ thống tụ này, răng hàng này, đẹp quá thể. Con này của nó thì uh, cho các bác xem qua đi nhá. Đấy, tất cả đây có một mic này, 2 3 4 mic này, một hệ thống đường echo này, delay repeat hai low vol này. Đấy, đây là hệ thống là nhạc này. Các bác nhìn thấy không? Đây là nhạc này. Đây là hệ thống equalizer này. Đấy, và đây là hai cổng mắt, hai cần master tổng cho bên A bên B này. Đấy, đây là to nhỏ tổng này. Đấy, và con này của nó là DS9702. Đấy, hệ thống đèn nháy này. NRS con này hoàn toàn là chưa vệ sinh, hoàn toàn là chưa lau chùi 4 cổng mic các bác nhá. 1 2 3 4 cổng mic riêng biệt. Các bác chơi gia đình thì càng đẳng cấp. Trước khi gửi đi là anh em thọ sẽ vệ sinh, lau chùi sạch sẽ, sẽ. Còn con này em nói trước là chưa lau, chưa vệ sinh đâu, các bác ạ. Đấy. Con này thì em để cho các bác với giá cực tốt. NRS rất đẹp. Đấy, giá chỉ bằng một con âm ly Sài Gòn này, âm ly chợ thôi. Một con âm ly rẻ tiền thôi các bác ạ. Đấy anh em ai lấy con này em sẽ để cho các bác với giá là 3 triệu 700 nghìn đồng 3 triệu 700 nghìn đồng một con này Đấy, con này của nó là hàng độc hàng dị các bác nhá muốn mua không có đâu anh em ai kết thì các bác lấy Đấy, con này của nó thì công suất đã đánh tầm khoảng hai uh, cặp loa 30 mươi hai cặp loa 25 mươi cứ côn bảy sáu cái đầu cân hết cả hai đôi luôn còn riêng loa nằm thì chấp hết à, con này của nó công suất nó nếu như mà những cái dòng đẩy liền vang cũng như là những cái dòng à, uh, mixer cơ những cái dòng âm ly như thế này các bác mua về mà đi À, làm những chương trình à, gọn gàng là không cần lẩy không cần vang không cần gì hết chỉ cần một con này thôi equalizer tích hợp chắn con số 3 là 3 triệu 700 nghìn đồng và tiếp theo em lên và giới thiệu cho tất cả các bác một con nữa này à, một con nữa đó là chính là cái dòng EV electro voi các bác nhá con này của nó thì mặt mũi rất đẹp con này là con lỗi các bác này con này con lỗi này mặt nó có hơi xước một tí tí thôi à đây là bẩn đấy chứ đây là bẩn bẩn các bác nhá đây là bẩn không phải xước đâu Đấy, con này của nó là hiện tại bây giờ là không đóng le không ra tiếng các bác này Đấy, anh em về tự xử Đấy, dòng này của nó tại chạy là 8 sò trường các bác nhá mền vị của nó thì còn đẹp lắm luôn các bác ạ biến áp của nó nguồn xuyến các bác nhìn thấy không Đấy, hệ thống mền vị này 8 sò trường Đấy, ruột gan hoàn toàn là chưa thay thế hoàn toàn là chưa sửa các bác chưa thay thế chưa sửa con này thì nếu những con nào mà không ra tiếng con nào mà uh, bị uh, lỗi em có mấy con nhỉ hai con nhỉ hai ba con. con có ba con là không ra tiếng năm hết tới đến em bận quá không có thời gian dọn không có thời gian xử lý em để cho các bác với giá là 750 trăm năm đồng một con các bác ai lấy ba con để cho các bác với giá 2 triệu luôn à, các bác nha công suất mắc của nó 700 trăm watt này sai usa made in taiwan này ev electric các bác nhìn thấy không à, con này thì em để cho các bác với giá là bảy trăm rưỡi bảy trăm đồng một con các bác ai lấy hai ba con để cho các bác với giá 2 triệu Đấy các bác thanh toán tiền là em sẽ gửi cho các bác Còn con này hoạt động hoàn hảo các bác nhá Đấy con này của nó có à, con hoạt động hoàn hảo Đấy trước đây em hiền toàn bán 2 triệu 6 cho đến 2 triệu 8 thậm chí là 3 triệu Đấy thì em để cho các bác cái con mặt là mặt đẹp nhá Con này là con lỗi em lấy mẫu thôi con con nào là hoạt động hoàn hảo này Đây volume tổng này Mặt nó như là một con đò nông luôn Con này em nói luôn là con lỗi nhá Còn con nào mà không lỗi là em chọn con mặt đẹp luôn Đấy nút nguồn này EV Electro các bác ạ à. EV Electro đây, đây là hệ thống echo này level này con này hát karaoke nghe nhạc cực hay nó có hệ thống lu nét là nâng tiếng này bài bát này đấy, mít chép bát này con này đánh với loa nghe nhạc chơi những dòng loa karaoke gia đình nhẹ nhàng đấy, full 30 full 25 cứ côn nhỏ đấy, 75, 7563 quay đầu là đánh rất ok em để cho bác với giá 1 triệu 800 nghìn đồng con này số bao nhiêu đây đấy, con này của nó là con số 5 1 triệu 800 nghìn đồng là con số 5 là hoạt động ok các bác nhé con hoạt động ok là 1 triệu 800 nghìn đồng nhé Một thương hiệu đẳng cấp của Mỹ Đấy em bán cho các bác với giá nửa tiền thôi Tất cả các bác ai mà lấy được con này thì các bác chốt cho em hiền một 1 triệu 8 hoạt động hoàn hảo Con nào lỗi đấy, không ra tiếng đấy, Em bán cho các bác với giá 750 một con Anh em cứ chốt cho em hiền đấy, Năm hết tới đến các bác chốt sớm thì gửi sớm Đấy mấy hôm là vào Tết nghẽn là các bác không mua được đâu 1 triệu 8 con số 5 ngày mùng 1 tháng 9 nhá Các bác ai chốt quất cho em hiền Tiếp theo này, lên các bác một con BJL, một cái thương hiệu âm thanh cực kỳ nổi tiếng luôn. Đấy. BJL PA 203 các bác nhá. Con này thì tất cả mọi tính năng hoạt động hoàn hảo, thiếu một nút em sẽ lắp nút vào cho các bác. BJL Citadel. Đông này thì à, em nói luôn cho các bác là nó phải trên cơ dòng 203 luôn các bác ạ. À. Trên cơ dòng 203, ngang tầm với lại 506. Con này echo rất hay. Đấy các bác nhá, echo rất hay luôn, nó chạy bốn tụ này. Các bác nhìn này, bốn tụ này. Hệ thống ruột này xử lý này Ui rồi ôi bên vị này xử lý này chạy thấy không chạy 8 sò Toshiba này con này còn nó chạy 8 sò Toshiba này rất lớn và nó có hệ thống bù áp đó nha nó có hệ thống bù áp cho nên là tiếng tăm nó rất là hay nha 8 sò Tô đây, hệ thống chu của nó các bác nhìn đây này đây, có cái nắp chia đậy vào đây em ơi và khi mà tháo ra thì nó sẽ có một cái vách ngăn để xử lý kín hết các bác nha đây, nó tách riêng hoàn toàn chu thì vọt xử lý tiếng nằm hết trong này còn công suất là nằm bên ngoài này ai các bác nhìn thấy không? Con này thì nó quá đẹp luôn của hãng đỏ một cái hãng âm thanh nó cực, cực kỳ nổi tiếng luôn. Đấy, tất cả con này của nó là cũng hoàn toàn là chưa vệ sinh, chưa lau chùi. Công suất của con này là mắc là 500W các bác nhá Công suất mắc là 500W. Còn nếu các bác chơi những dòng loa bốt, loa bầu, loa BMB hoặc là những dòng loa uh, à, bát à, 30, mươi 25, những cái dòng côn vừa phải, côn nhỏ vừa là các bác đánh con này được. Riêng con này thì em thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu 700.000 đồng 1 triệu 700.000 đồng các bác lấy cho mình con này BZL hãng âm thanh nó quá nổi tiếng luôn Anh em không lạ gì rồi Và thậm chí ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ cũng có cả những hãng âm thanh BZL nhập khẩu Nguyên chiếc Đấy, Mặt mũi còn rất là đẹp đó nha Anh em ai lấy con này thì em để cho các bác với giá 1 triệu bảy bao sống bao chạy ok luôn Đấy, Video này hơi dài rất mong tất cả các bác chúng ta à, Xem thật kỹ các bác cảm thấy chốt được sản phẩm nào thì các bác chốt cho em Hiền Và à, Các bác à, À, ai quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì à, có thể à, gọi điện qua số điện thoại là 0923 993 993 để chốt đơn các bác nha à, Con này của nó là con số 6 1 triệu 7. Cảm ơn tất cả các bác chúng ta đã theo dõi video của em Hiền ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các bác một ngày mới vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc và nhớ cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh các bác nhé. Xin chào tất cả nhé.